À, tiếp theo phần 1 về tìm hiểu báo cáo tài chính à, tôi đã hướng dẫn mọi người về cách thức tiếp cận đối với báo cáo tài chính cũng như cấu trúc báo cáo tài chính và luồng giao dịch à, được ghi nhận như thế nào trên báo cáo tài chính của một doanh nghiệp thì ngày hôm nay à, tôi sẽ đi vào một báo cáo thành phần quan trọng của à, bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp đó là báo cáo kết quả kinh doanh bởi vì nói đến báo cáo kinh doanh thì mọi người thường nghĩ ngay đến chỉ tiêu quan trọng nhất À, trên một báo cáo tài chính đó là chỉ tiêu lợi nhuận và đối với thị trường tài chính thì chỉ tiêu lợi nhuận này được à, diễn tả được trình bày bằng một chỉ tiêu đó là chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu à, earning per share hay viết tắt là eps và khi nói đến báo cáo doanh khi mọi người cầm một báo cáo doanh lên thì cái chỉ tiêu đầu tiên mọi người cũng nhìn đó là chỉ tiêu à, lãi cơ bản trên cổ phiếu bởi vì chỉ tiêu này nó tác động mạnh mẽ đến việc ra quyết định mua bán cổ phiếu trên thị trường cũng như là các quyết định à, liên quan khác của các chủ thể tham gia thị trường tài chính. Tuy nhiên, chúng ta đều có thể thấy rằng chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế cũng như là chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu rất dễ bị tác động bởi các cái thủ thuật kỹ thuật kế toán. Vinh ngày hôm nay thì tôi sẽ không đề cập đến các cái thủ thuật và kỹ thuật kế toán này. và nếu như bạn nào quan tâm thì chúng ta có thể tham dự chương trình à, phương pháp phát hiện gian lận và các tài chính à, rất nổi tiếng, tên là B2 Number. À, các bạn có thể vào website afa.edu.vn để có thể biết thông tin với clip uh, hướng dẫn này thì uh, nếu như bạn nào quan tâm thì các bạn có thể uh, chuyển xuống phần diễn giải của uh, clip trên youtube để có được uh, đường link tải file excel uh, ví dụ minh họa để có thể sử dụng uh, file excel đó áp dụng cho bất kỳ doanh nghiệp nào mà bạn muốn uh, còn bây giờ uh, tôi xin mời mọi người uh, bắt đầu để chúng ta có thể hiểu và những kiến thức nền tảng nhất về một báo cáo kết quả kinh doanh cũng như là chỉ tiêu lãi cơ bản trên cổ phiếu của một doanh nghiệp và ở đây tôi lấy ví dụ à, là một doanh nghiệp rất nổi tiếng niêm yết trên thị trường chứng khoán đó là công ty cổ phần đầu tư thế giới di động mã chứng khoán là MVKG để minh họa à, xin mời chúng ta sử dụng báo cáo kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư thế giới di động ngoại chứng khoán là MWG à, để đánh giá và trên màn hình à, các bạn có thể thấy đây là báo cáo kết quả kinh doanh của à, thế giới di động trong 3 năm gần nhất 2016 cho đến 2018 và từ báo bản báo cáo kết quả kinh doanh gốc này thì chúng ta sẽ lập một bản báo cáo có thể sử dụng để phân tích để có thể hiểu một cách chi tiết hơn các cái khoản mục trên báo cáo kết quả kinh doanh trên báo cáo bản phân tích này thì chúng ta sử dụng hai kỹ thuật kỹ thuật thứ nhất là kỹ thuật phân tích ngang hay ở đây người ta ở đây chúng ta sử dụng kỹ thuật phân tích theo dòng thời gian qua từng năm các chỉ tiêu trên báo cáo kinh doanh tăng trưởng và thay đổi như thế nào kỹ thuật thứ hai là kỹ thuật phân tích dọc có nghĩa rằng là sử dụng kỹ thuật phân tích kết cấu chúng ta tính toán tỷ lệ các cái chỉ tiêu trọng yếu trên báo cáo kết quả kinh doanh so với doanh thu thuần À, chúng ta sẽ thấy các cái chỉ tiêu màu xanh đã được đưa vào à, để à, đánh giá cái à, tỷ trọng so với doanh thu thuần và bây giờ chúng ta đi tìm hiểu à, từng các cái khoản mục trên và các kinh doanh của công ty cổ phần thế giới di động à, xét về mặt doanh thu thì chúng ta thấy rằng là doanh thu của công ty này tăng trưởng rất là mạnh qua à, từng năm 2016 2017 2018 2017 tăng trưởng 48,4% so với 2016. Trong khi đó 2018 tăng trưởng thấp hơn nhưng vẫn cho con số rất là cao đó là 9,6% đối với tăng trưởng tổng doanh thu và chỉ tiêu thứ hai là một chỉ tiêu rất là quan trọng đó là lãi gộp và chúng ta tính toán tỷ lệ lãi gộp đối với một doanh nghiệp bán lẻ như công ty cổ phần thế giới di động thì tỷ lệ biên lãi gộp đóng vai trò rất quan trọng à, nó cho thấy rằng là mức độ đàm phán của à, thế giới di động với các cái nhà cung cấp nhà sản xuất như là apple samsung huawei hay là xiaomi vân vân uhm, tỷ lệ lãi gộp của công ty à, cho thấy ở mức khá là cao tỷ lệ gộp ở đây được tính bằng giá bán trừ đi à, giá vốn à, của các cái sản phẩm mà bán lẻ của thế giới di động 2016 thì cho thấy rằng là à, tỷ lệ lỗ gộp là 16,2% và tăng nhẹ so với 2010 à, tăng nhẹ nhẹ trong năm 2017 lên 16,8% à, mức tăng trưởng là 3,9%. Tuy nhiên đến 2018 thì tỷ lệ lỗ gộp đã tăng rất là mạnh lên đến 17,7% tăng trưởng 5,2%. Đây là một dấu hiệu rất là tích cực à, đối với kết quả kinh doanh à, của thế giới động. À, chỉ tiêu thứ hai. À, là một trong những chỉ tiêu đặc thù của ngành kinh doanh bán lẻ. À, ở đây chúng ta sẽ tính một chỉ tiêu gọi là EBITDA có chữ R ở cuối. À, thông thường đối với báo cáo kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp um, bình thường, thì chúng ta sẽ tính tỷ lệ EBITDA không có chữ R ở cuối, có nghĩa rằng là lợi nhuận sau thuế được tính bằng lợi nhuận sau thuế cộng thuế cộng lãi vay và cộng với uh, khấu hao và hao mòn. EBITDA uh, tiếng Anh có nghĩa rằng là earning before interest tax. Uh, depreciation and amortization um, sang tiếng Việt có nghĩa rằng là lợi nhuận trước lãi vay, thuế và khấu hao tuy nhiên đối với các công ty bán lẻ thì chúng ta thêm chữ R ở cuối có nghĩa rằng là chúng ta sẽ cộng thêm các các cái chỉ tiêu là chi phí thuê hoạt động chữ R có nghĩa rằng là rental và chúng ta sẽ thấy tỷ lệ EBITDA ở đây uh, đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với uh, hoạt động của thế giới di động uh, tỷ lệ EBITDA này cho chúng ta À, hình dung được cái khả năng tạo ra dòng tiền của thế giới di động mà không chịu ảnh hưởng của cấu trúc vốn có nghĩa rằng là chịu ảnh hưởng của tỷ lệ vốn vay trên tổng tài sản cũng như là chịu ảnh hưởng của à, cấu trúc tài sản à, và cấu trúc tài sản ở đây thì tác động lớn đến à, một chỉ tiêu phi tiền tệ đó là khấu hao và hao mòn và đồng thời thì không chịu ảnh hưởng của các cái chính sách thuế có liên quan đối với công ty hạng bán lẻ như thế giới động chúng ta cần phải tính thêm các khoản thuê hoạt động vào chỉ tiêu này bởi vì bản chất các khoản thuê hoạt động nó giống như uh, các cái khoản hao mòn tài sản mà thế giới động sẽ phải chi trả trong tương lai và chúng ta sẽ thấy rằng là trong thuyết minh báo cáo tài chính của thế giới động bao giờ cũng có những cái khoản thuyết minh về thuê hoạt động và chúng ta thấy rằng là chỉ tiêu EBITDA của thế giới động thay đổi như sau năm 2016 thì tỷ lệ EBITDA trên doanh thu là là 7,5%, giảm nhẹ trong năm 2017. Tuy nhiên 2018 thì kết quả kinh doanh cho thấy rằng là tỷ lệ EBITDA trên doanh thu tăng trưởng rất là mạnh tăng 12,8% và chiếm 8,4% trên doanh thu thuần. Đây là một trong những yếu tố tác động mạnh mẽ đến hiệu quả kinh doanh của Thế Giới Di Động và Thế Giới Di Động đã chứng minh cho thấy rằng là sau 2 năm 2017 cho đến cuối năm 2018 thì kết quả kinh doanh đã được cải thiện rất là mạnh mẽ. À, để tính được chỉ tiêu EBITDA, tất nhiên chúng ta cần phải tính uh, tỷ lệ hao mòn, các cái chỉ số hao mòn cũng như là uh, các cái um, con số về thuê tài sản. Thì trên báo cáo tài chính thì uh, uh, con số khấu hao và hao mòn lấy ở đâu? Thì uh, các bạn có thể lấy ở ba nguồn. Nguồn thứ nhất đó là trong phần thuyết minh về tài sản cố định trên báo cáo tài chính bao gồm cả thuyết minh tài sản cố định hữu hình và vô hình. À, nguồn thứ hai các bạn có thể lấy đó là trên phần khấu hao và hao mòn trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp. Tuy nhiên nếu như lấy trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ được lập theo phương pháp gián tiếp thì chúng ta cần phải hình dung rằng là chúng ta sẽ chưa tính được các tỷ lệ khấu hao nằm trong hàng tồn kho. Đặc biệt đối với doanh nghiệp sản xuất thì sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn. Tuy nhiên đối với doanh nghiệp bán lẻ như thế di động thì tỷ lệ À, chỉ số khấu hao và hao mòn lấy trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp gián tiếp có thể sử dụng được nguồn thứ ba nếu trong trường hợp báo cáo lưu chuyển tiền tệ không được lập phương pháp gián tiếp cũng như là à, phần thuyết minh báo cáo tài chính không có à, các cái con số về khấu hao và hao mòn thì chúng ta có thể lấy à, hao mòn lũy kế trên à, trên bảng cân đối kế toán cuối kỳ trừ đi hao mòn lũy kế đầu kỳ À, tuy nhiên nếu như chúng ta tính chỉ số à, tính con số khấu hao và hao mòn theo phương pháp này thì chúng ta sẽ phải chịu ảnh hưởng bởi những khoản khấu hao đối với những tài sản đã được thanh lý ở trong năm và dẫn đến là khấu hao tài sản đã được thanh lý à, không nằm trên bảng cân đối kế toán. À, đây là ba cái nguồn mà chúng ta có thể lấy chi phí khấu hao và hao mòn. Tuy nhiên tôi nhắc lại một lần nữa khấu hao và hao mòn cũng như thuê tài sản là các chỉ tiêu mang tính phi tiền tệ và chúng ta cần loại trừ để chúng ta có thể tính được ước tính được cái dòng tiền đối với à, một doanh nghiệp bất kỳ à, trên báo cáo kết quả kinh doanh. Ừ. Chỉ tiêu tiếp theo ở đây chúng ta tính đó là chỉ tiêu EBIT EBIT là lợi nhuận trước lãi vay và thuế à, được tính bằng công thức cộng lợi nhuận bằng lợi nhuận sau thuế cộng thuế cộng lãi vay. À, đối với Thế Giới Động chúng ta thấy họ à, chỉ tiêu này đóng vai trò rất là quan trọng bởi nó loại ảnh hưởng của cấu trúc vốn cũng như ảnh hưởng của thuế. Năm 2016 và 2017, uh, EBIT cho uh, kết quả tương đối tốt nhưng 2017 cho một uh, con số giảm nhẹ. Uh, bởi vì nhìn chung uh, hoạt động kinh doanh của thế giới động trong năm 2017 cho kết quả không tốt. Và đến 2018 thì con số này được cải thiện, uh, EBIT trên doanh thu chiếm lên 4,9% và tăng 64% so với năm trước. Đây là một trong những chỉ tiêu quan trọng cho chúng ta thấy rằng là cấu trúc vốn của doanh nghiệp à, tối ưu à, thì à, họ sẽ tối ưu được kết quả kinh doanh hay EBIT người ta còn phản ánh à, hiệu quả của việc sử dụng đòn bẩy tài chính tức là cả à, doanh nghiệp đi vay. Chỉ số à, EBIT của thế rộng đây chúng ta có thể thấy à, kết quả à, như tôi vừa mới trình bày. À chỉ tiêu tiếp theo đó là một trong những chỉ tiêu rất là quan trọng đó là lãi vay và thanh toán lãi vay chỉ số thanh toán lãi vay được tính bằng EBIT chia cho chi phí lãi vay bởi vì bản thân EBIT là đại diện là cho một khoản lợi nhuận không chịu ảnh hưởng bởi cấu trúc vốn cho nên khi tính chỉ số thanh toán lãi vay thông thường người ta sẽ lấy EBIT chia cho chi phí lãi vay à, chỉ số thanh toán lãi vay này được thường thường được tính bằng còn bằng lần và chỉ số lãi thanh toán lãi vay của thế giới động cho kết quả rất là tốt 17% Tuy nhiên thì cái kết quả này à, chỉ số theo lãi vay ngày càng giảm bởi à, bắt đầu từ năm 2017 và 2018 thì thế giới di động bắt đầu à, có xuất hiện những cái khoản vay dài hạn trên bảng cân đối kế toán à, chỉ tiêu tiếp theo trên báo cáo kinh doanh đó là chỉ tiêu về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp à, thông thường thì à, mọi người hiểu à, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp là những chỉ tiêu à, chi phí hoạt động và À, chúng ta có chỉ có thể nhìn được mức độ đóng góp của các cái khoản chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp vào trong doanh thu mà thôi à, Hay là chúng ta đánh giá cái mức độ thay đổi, mức độ biến động của chi phí bán hàng và chi phí quản lý trên báo cáo kết quả kinh doanh theo à, qua các năm Tuy nhiên thì một trong điểm mà tôi rất là lưu ý mọi người à, đó là tỷ lệ chi phí bán hàng và chi phí quản lý trên doanh thu Nó cho ta thấy mức độ hoạt động của công ty nhiều khi chi phí bán hàng tăng thêm là tương ứng với doanh thu tăng thêm thì lại phản ánh à, chất lượng của các khoản doanh thu bởi vì chúng ta tôi lấy ví dụ rằng là có khoản chi phí về à, hoa hồng cho à, nhân viên bán hàng nếu doanh thu tăng mạnh nhưng chi phí hoa hồng cho nhân viên bán hàng không tăng có nghĩa rằng là chúng ta nghi ngờ về chất lượng Có khoản doanh thu tăng đó à, và chỉ tiêu tiếp theo sau đây chúng ta xem xét đó là một trong chỉ tiêu rất quan trọng đó là biên lãi kinh doanh trên doanh thu được tính bằng là lợi nhuận hoặc lỗ từ hoạt động kinh doanh chia cho doanh thu nó phản ánh cái hiệu quả hoạt động kinh doanh bao gồm cả à, cấu trúc vốn cũng như là cấu trúc tài sản của doanh nghiệp. Biên lãi kinh doanh trên doanh thu của thế giới di động à, chiếm khoảng hơn 4% à, nó có xu hướng giảm vào 2017 và tăng trở lại vào 2018 và chúng ta thấy rằng là năm 2018 cho thấy biên lãi kinh doanh trên doanh thu cho một kết quả thấp hơn so với 2016 mặc dù kết quả hoạt động kinh doanh tổng thể của thế di động tăng trưởng rất là mạnh mẽ năm 2018 nhưng biên lãi kinh doanh trên doanh thu cho kết quả thấp hơn bởi vì chi phí bán hàng và chi phí quản lý tăng nhanh và đồng thời thì công ty xuất hiện những khoản lãi vay do à, bắt đầu à, thực hiện các cái khoản vay dài hạn và sau khi uh, tính biên lãi kinh doanh trên doanh thu chúng ta cộng trừ các khoản thu nhập khác à, chúng ta sẽ có được biên lãi à, thuần hay là biên lãi dòng trước thuế và tỷ lệ lãi dòng trước thuế à, của thế giới động à, cho con số khá gần với biên lãi kinh doanh trên doanh thu bởi các khoản hoạt động khác ở đây chiếm tỷ trọng không đáng kể. À, chỉ tiêu số 15, 16, 17 trên báo cáo kiểu kinh doanh đó là các chỉ tiêu về thuế. Chúng ta sẽ thấy rằng là có ba cái chỉ tiêu về thuế là thuế thu nhập doanh nghiệp, À, hiện hành hay là à, hiện thời thuế thu nhập hoãn lại và hai khoản thuế thu nhập hiện thời và thuế hoãn lại này cộng với nhau thì chúng ta có được chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp và khoản này à, chính là những khoản mà công ty phải chi trả hay nói cách khác là cổ đông sẽ phải chi trả thuế cho cho à, chính phủ à, và sau khi trừ khoản thuế thì chúng ta có tỷ lệ lợi nhuận sau thuế trên doanh thu à, đây là một trong những chi tiêu quan trọng bậc nhất và thế giới động cho thấy con số uh, giảm nhẹ qua từng năm 2016 và 2018 và tiến uh, tỷ trọng 3,5 3,3% trên doanh thu uh, theo các năm uhm, đối với doanh nghiệp bán lẻ đây là một con số uh, đáng khích lệ và đặc biệt đối với thế giới động thì con số này uh, cho thấy ở mức uh, cao so với các cái chuỗi bán lẻ khác không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới các chỉ tiêu lợi ích cổ đông thiểu số, cổ đông uh, lợi ích của cổ đông mẹ và lãi cơ bản trên cổ phiếu là cái chỉ tiêu quan trọng và tác động mạnh mẽ đến thị trường như tôi đã trình bày. thì uh, lãi cơ bản trên cổ phiếu eps nó sẽ tác động rất là mạnh mẽ đến ý thức hay là hành vi của các nhà đầu tư và các chủ thể khác trên thị trường khi nó là một trong cấu phần quan trọng để tính chỉ tiêu p trên e là price per earning tức là uh, thị giá trên lãi cơ bản trên cổ phiếu và chỉ tiêu PCE này thông thường được các cái chủ thể tham gia thị trường sử dụng rất nhiều trong các cái mô hình định giá và tác động đến hành vi mua và bán hay là hành vi đầu tư cũng như là các hành vi tài chính khác của các chủ thể chủ thể tham gia thị trường tài chính ở trên đây thì tôi đã trình bày tổng quan về các cái chỉ tiêu trên báo các kế kinh doanh và để hiểu được các cái chỉ tiêu trên báo cáo kinh doanh này chúng ta phải sử, phải sử dụng các cái kỹ thuật phân tích ngang và phân tích dọc để chúng ta có thể nắm bắt được à, và với cái ví dụ là công ty cổ phần thế giới động thì đây là một trong những ví dụ minh họa điển hình tuy nhiên thì mỗi một ngành nghề khác nhau thì cái cấu trúc cũng như là các yêu cầu khác nhau đối với à, việc hiểu à, thực sự hiểu các cái chỉ tiêu trên báo cáo kinh doanh À, và với cái um, à, bài tập tình huống này thì chúng tôi hy vọng rằng là có thể mang lại cho à, các bạn một cái sự hiểu biết cơ bản hiểu biết nền tảng nhất về báo cáo kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp à, xin trân trọng cảm ơn ấn đăng ký và tích vào chuông để nhận thông báo có video mới nhất nhé.